chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilee là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Và lễ vượt qua là lễ của dân Juda gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình bèn phán với Philip rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là anh rê em của Simon Fierer thưa rằng, đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mặt nha và hai con cá. Nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? thứ Chúa Giêsu bèn phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống và trong nơi đó có nhiều cỏ vậy chúng ngồi xuống số người ước được năm ngàn. Thứ Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa ai muốn bao nhiêu mặc ý khi chúng đã ăn được no nê ngài phán với môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào vậy Môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng: "Người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian." Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra đội chừng 25 hay là 30 hectare, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng, ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển bèn thưa rằng, Lại Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chứ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà Cha tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng. Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi mô xe chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống bởi chưng bánh đức chúa trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian chúng thưa rằng lạy chúa xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn đức chúa giêsu phán rằng ta là bánh của sự sống ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khác. Nhưng ta đã nói các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là: Hễ sự gì ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngài sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Judah lầm bầm về Ngài mà rằng, ấy chẳng phải là giê -xu, con của giô mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Thì Chúa giê -xu đáp rằng, các ngươi chớ lầm bầm với nhau ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được đức chúa trời dạy dỗ hễ ai đã nghe cha và học theo ngài thì đến cùng ta ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha trừ ra đấng từ đức chúa trời mà đến đấng ấy đã thấy cha Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta bởi đó các người vua đa cãi lẽ với nhau mà rằng lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại vì thịt ta thật là đồ ăn huyết ta thật là đồ uống Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Cabenaum. Có nhiều môn đồ nghe ngài thì nói rằng lời này thật khó ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó bèn phán rằng điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi ngài vốn ở khi trước thì thế nào? ấy là thần linh làm cho sống xác thịt chẳng ít chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Fierer thưa rằng, Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. vả Ngài nói về Judah con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ. Sau sẽ phản ngại